Từ ngày mùng 4 đến ngày 12 tháng 6 năm 2022, huyện Bắc Hà sẽ tổ chức Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà mùa hè với chủ đề Giải đua vó ngựa Cao Nguyên Trắng lần thứ 15. Sự kiện khai mạc Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà năm 2022 gắn với phần lễ của lễ hội đua ngựa huyện Bắc Hà vào sáng ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022 tại sân khấu trước cổng dinh thự Hoàng A Tưởng. Vòng loại giải đua ngựa diễn ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2022 và vòng chung kết vào ngày 12 tháng 6 năm 2022 tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà. Lễ hội Mận Tam Hoa diễn ra xuyên suốt từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 6 năm 2022 tại trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà vào tối ngày 4 tháng 6 năm 2022 và ngày 11 tháng 6 năm 2022 là chương trình giao lưu với đoàn nghệ thuật dân gian huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và huyện Simacai tại sân khấu chợ đêm, chợ văn hóa Bắc Hà. Du khách cũng sẽ được tự trải nghiệm, tham quan, khám phá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại chợ văn hóa Bắc Hà trong các ngày mùng 5 và 12 tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, hội thảo xúc tiến quảng bá kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Bắc Hà cũng sẽ được tổ chức trong dịp này. Thông qua Festival Cao nguyên Trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022, địa phương dự kiến đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch